Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với buổi học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Trong công việc, đôi khi chúng ta phải nói lời xin phép để được làm việc này, việc kia đúng không nào? Vậy hôm nay chúng ta sẽ học mẫu câu xin phép trong tiếng Nhật. Hãy hajimemasho. Đầu tiên, các bạn hãy cùng nhau xem một bức tranh nhé. Koko wa bizutsukan desu. Đây là viện bảo tàng mỹ thuật. Và bạn nam này đang muốn chụp hình. Thì cậu ta sẽ nói rằng Sashin no totemoi desu ka? Sashin no totemoi desu ka? Chúng ta sẽ thấy ở đây một mẫu ngữ pháp mới xuất hiện, động từ chia về thể T cộng thêm moi desu ka. Vậy te moi desu ka có nghĩa là tôi làm về có được không? Và cách dùng để xin phép làm một điều gì đó. Để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này, chúng ta hãy cùng nhau đến với một vài ví dụ sau đây nhé. Người đàn ông này thì muốn xin phép là tôi hút thuốc ở đây có được hay không? Thì ông ta sẽ nói rằng Koko de tabako o sutte moi desu ka? Koko de tabako o sutte moi desu ka? Tôi hút thuốc ở đây có được hay không? Bạn nam này xin phép rằng tôi lấy cái cuốn catalog có được hay không? Thì cậu ta sẽ nói rằng Kono katarogu o moratte moi desu ka? Kono katarogu o moratte moi desu ka? Tôi lấy cuốn catalog này có được hay không? Người phụ nữ này xin phép rằng tôi ngồi đây có được hay không? Thì chị ta sẽ nói Sumimasen ga koko ni suwatte moi desu ka? Sumimasen ga koko ni suwatte moi desu ka? Tôi ngồi đây có được hay không? Bạn nam này đang muốn mượn cuốn từ điển thì bạn sẽ nói Kono jisho karite moi desu ka? Kono jisho karite moi desu ka? Và chị nhân viên nếu đồng ý thì sẽ nói rằng E ii desu dozo. Vâng, được, xin mời. Còn nếu người nhân viên không đồng ý thì sẽ nói rằng Sumimasen chotto. Xin lỗi, nhưng mà. Hay. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Các bạn có điều gì thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới. Đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và giải đáp thắc mắc cho các bạn. 皆さん、また今度お願いします。